Vâng, xin chào bác Trầm, bác đã trở lại với trang tín cổ từ xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em của em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em phải đăng ký kênh và đỏ có phản video cũng được quả chuông để tránh mất thời gian. Em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay em có một cái kính là Lux Blamy, phiên bản này là phiên bản limited. Tại sao nói thì em sẽ chỉ cho tại sao là phiên bản khác biệt nhau. Trước tiên đi tổng quan ngoài trước và sau đó đi chi tiết trong bao gồm có cái gì. Bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ em là ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 091 65 16826. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm. Em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví. Em gửi phương tiện đó thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày. Đấy, rất là rõ ràng nhá. Chủ đề về gì và rất là mới, rất là đẹp nhá. Phiên bản là cái phần kẻ chỉ ba sọc, một trong phiên bản khá là hiếm, gọi là phiên bản limited, chuôi còn rất là mới, trắng rất đẹp. Dòng này mỗi lần em về rất nhiều, nó khoảng từ khoảng 2-30 cây, và mỗi cây thì sẽ có giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu, kể cả dòng Amor. Và lát nữa em sẽ lên một vài dòng Amor và nó sẽ có những giá rất là ưu ái cũng như là giá rất là khác so với nhiều phiên trước, bởi vì là vào cái thời điểm mà dịch Covid hay giãn cách xã hội trong nước Việt Nam, nhưng nước ngoài có những cái chỉ, đặc biệt là Việt Nam mình thì là có những chỉ thị 15, chỉ thị 16, thì ngoài tuân thủ 5K ra thì là rất nhiều anh em, rất nhiều người rất khó khăn kinh tế. Cho nên là khi em đưa ra cái giá để cho bác làm sao bác có thể mua và chơi được, bởi vì nó là khó khăn chung, cho nên là cũng phải cho đưa cái giá rất là tốt, rất là êm ái. Đấy. Phiên bản limited thì bây giờ nó sẽ có những ký hiệu và đặc điểm rất là khác nhau so với những cái phiên bản thường. Đấy. Càng trái càng phải nó có một cái chuyện vuông rất to và một cái chuyện, ngoài chuyện vuông thì vuông mà một cái chuyện hình chữ nhật dài, chữ nhật dài thì nó có cái chuyện đó là 20 phần nghìn rất là nhỏ, và hai trái phải nó đều như nhau, đều nó có góc độ rất là giống nhau, hai bên đều như này. Đấy, đó là trong những phiên bản limited thì nó có những cái đặc điểm khác nhau, cái chuyện vuông hình ô vuông và cái chuyện hình dài chữ nhật là 20 phần nghìn thì nó rất tương xứng, hai bên nó cân với nhau. Đó là đặc điểm thứ hai, đó là cái bản kẻ chỉ nó đều, nó chạy từ càng ra trước mặt này, nếu bản kẻ sọc ba chỉ rất là hiếm đó. Đấy nhá, trái phản với nhau mọi thứ đây này, chuyện vương là chuyện rất là rõ ràng. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ rất là lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện có điện thoại giúp cho em tránh tình trạng nhân xuất quán gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Bác nhớ điện thoại trước để minh kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trinh, và lắng nghe thấu hiểu có gì bác nói, tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa với bác. Các bác thấy được đây là mắt màu nâu trà nhạt, trà hai màu trên đậm dưới nhạt, thì các bác rất hay là khi bác đi trời nắng thì bên trên đậm sẽ cả nắng, bên dưới nhạt nhìn rõ hơn. Thứ ba là cái dòng này đeo rất là nhẹ nhàng. Thứ tư là khi các bác về già có tuổi thì bác thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, một cái kính giải quyết nhiều tính năng. Thứ năm là giá cả rất êm ái, chỉ có 8 triệu đồng hay gọi là 8.000 ga. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Đấy, các bác mua bán lâu bán nên lựa chọn mua bán lâu năm, nó có cái thương uy tín ở Hà Nội và Sài Gòn. Em và một số anh em chưa đồ cổ bán đồ cổ là hai mấy năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là trên 20 năm, mà khẳng định những giá trị thương hiệu mua bán những nơi này luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Bởi vì các bác biết là ngày nay rất nhiều đối tượng xấu họ bán qua những trang mạng xã hội, sử dụng những nick tích xanh tích đỏ, những số điện thoại tam quy tứ quý, nhưng không có địa chỉ, và địa chỉ không có giảm, thay đổi địa chỉ liên tục, thay đổi số điện thoại liên tục. Đấy, rất là nguy hiểm. Em khuyến cáo mua bán mục sư tại nhà có làm sao có để vạn được. Đấy là kinh nghiệm mua bán trong nước ngoài nước của em. Ở đây là các bộ chia sẻ quan điểm không có lớp ngoài đời, không có căn ra. Em rất hòa đồng với tất cả anh em bạn bè trong nước cũng như ngoài nước. Đó. Lux Blamy phiên bản limited giá 8 triệu đồng hay gọi 8.000 ca. Đấy. Một lần nữa rất cảm ơn các dành thời gian xem video của em vừa dài một thôi. Các bạn chơi kênh của em phải đăng ký kênh mà đó có phải là dưới video để bật chuông. Vâng, xin chào và gặp lại trên sau.